Đừng buồn giận người để trong tâm. Nếu như mình buồn giận người để trong tâm thì mình không để ai với Đà Phật trong tâm được. Mà khi mình buồn giận người để trong tâm thì con người mình rất dễ sanh ra những cái tính tiêu cực. Mình khi không giận hờn người để trong tâm thì mình mới biết ơn. Mà khi cái tâm biết ơn mà phát lên thì con người mình mới sanh ra những ý niệm tích cực được. Nên mỗi ngày chúng ta cứ nhắc như vậy, gì cái căn tính mình rất dễ dính vào cái việc không vừa lòng không vừa ý, hờn trách giận hờn, đúng không? Nên từ nơi đó mà nhắc hoài, để từ từ những cái tạp khí mà buồn giận hận trách nó tự biến mất. Mà muốn được như vậy thì phải thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, phải đặt vấn đề đây là cái gốc chính. Khi nhớ đến A Di Đà Phật, nhớ đến thế giới cực lạc thì trong lòng của mình rất là vui sướng. Như hôm qua ngày Chủ nhật, những đức chia sẻ về pháp môn Tịnh Độ, nhiều người nghe là xúc động rơi nước mắt. Vì sao? Vì giống như họ thông cái tâm họ để phát lên được tín nguyện và thấy mình niệm Phật có cơ hội giảng sanh. Vì nghe một đoạn ngày Pháp Nhiên Thượng Nhân ngày nhắc này: chư vị đạo tục hãy suy nghĩ chính chắn, với căn cơ thiện bạc như chúng ta, nếu không nương vào bổn nguyện Di Đà thì làm sao có thể tội nguyện chi chuyện lớn vãng sinh được. Đạo tục là những người xuất gia và những hàng cư sĩ. Ngài khuyên mình hãy suy nghĩ chính chắn, với căn cơ thiện bạc như chúng ta, là căn cơ của mình nó thấp kém quá. Nếu như mà không đưa một bổ nguyện niệm Phật thì làm sao mà thành công được cái việc lớn sinh tử được, giáng sanh được? Không giáng sanh được. Nên mình phải là toàn tâm toàn ý nương vào bổn nguyện niệm Phật. Mình không có cái thời gian để mà mình làm cái chuyện buồn giận hận trách thế gian này nữa. Mình còn, nhưng mà mình nhất định càng ngày càng giảm tối đa luôn. Tại vì buồn giận hận trách nó không có lợi ích gì hết quý vị. Thật sự luôn, không có lợi ích gì hết. Những đứa càng ngày càng suy nghĩ, tất cả những người không vừa lòng không vừa ý mình, giống như họ càng thúc đẩy mình để mà mình quyết chí mình giảng sanh, quý vị ơi. Để cho mình thấy cái cõi ta bà này nhiều cái hơn thua tranh giành đấu đá mà mình mong mau mau về Tây Phương Cực Lạc. Vì chỉ có cái quốc độ cực lạc mới bình yên. Còn ở cái cõi này làm sao mà hoàn toàn bình yên được, quý vị. Bây giờ quý vị về chùa mình, quý vị cũng cảm giác được cái bình yên. Như hôm qua mà chương trình chia sẻ Phật Pháp rồi niệm Phật xong, mình bước ra ngoài, mình phóng sanh cũng đi thực, tự nhiên thấy một cái hoàn cảnh đó, nó đặc biệt, nó hy hữu như sao. Nên nhiều người Phật tử ta đến chùa mình một lần thôi, tự nhiên ta nói rằng đúng là đến một lần, cái cảm giác khó quên. Cũng như cái đoàn ngoài quê, bữa nay người ta về hết rồi, ba sư cô dẫn phái đoàn 40 người đến chùa mình, có làm đoàn ký sự đấy vì coi như mấy chục ngàn người đó. Mà bữa đó mà quý sư cô chào những đức mà về, quý sư cô xúc động rơi nước mắt. Sư cô nói một câu gì: ở ngoài quê làm chủ trì chùa bận bịu lo lắng bao nhiêu việc, đúng rõ ràng mới cảm giác được làm chủ có cực khổ. Khi vào trong đây làm khách
thì được thầy lo chứ. Mình mới nghĩ ở ngoài chùa mình mấy người đâu mà mình còn lo như vậy. Thầy ở đây bao nhiêu con người như vậy, thầy lo cỡ nào. Mình được đến mình làm khách, mình không cần bận tâm. Những việc gì làm được làm, không cần suy nghĩ tiền bạc vật chất. Nên tự nhiên xúc động rơi nước mắt. Vô đây tu mấy ngày an lạc, vui vẻ, tự tại quá. Gương mặt ai cũng sáng sủi vậy. Vô ở mấy ngày mà giống muốn lên ký. Thì quý vị biết rằng là có một hoàn cảnh này mà mình trở về mình ở mình tu. Mình thứ bảy chủ nhật mình về mình tu. Những đức nghe nhiều người giờ người ta nói ngoài đời giờ nít đi học đồ này kia hư nhiều vậy lắm. Chơi hàng đá rồi hút thuốc điện tử rồi. Hôm qua gặp một cái anh đó nói xã hội giờ quay ngược lại thầy. Con gái 13, 14 tuổi lại ăn chơi, nhậu nhẹt đồ dữ lắm. Từ nơi đó mà Nhật Đức nói với tất cả những cha mẹ phụ huynh của các giáo, quý vị là người viết Phật Pháp, quý vị hãy nhìn sâu sắc cái cảnh đời bây giờ đi. Nếu như quý vị lao con quý vị theo cái chiều hướng học tập dữ quá mà nó không có được thời gian đến chùa nghe giáo dục, coi chừng quý vị uổng công vô ích. Quý vị nhìn bây giờ bao nhiêu trẻ em mà bây giờ người dạy học bây giờ quý vị cũng nhìn rõ luôn, con nít giờ nó hư. Vì thì cái nền giáo dục của chúng ta thất bại quý vị. Nếu như bây giờ mà mình lao theo cái việc dạy học kinh tế thì quý vị nghĩ như sao? Vì cái lớp trẻ sau này cỡ nào? Rồi trong đó cũng có con em mình luôn. Nếu như bây giờ mà người nào cũng là tìm kinh tế cho đắc lực mà đẩy vào bao nhiêu môn học giết rồi nó làm như nó đóng băng cái đầu óc nó luôn. Vậy thì bây giờ trẻ em này nó không có mở mang ra cái việc về đạo đức nhân cách làm người. Dù nó có học vị nhưng mà nó không có nhân cách đạo đức làm người, quý vị coi. Dù nó có học nó cũng hư, cũng bắt hiếu với cha mẹ, cũng đi làm những chuyện tầm bậy tầm bạ vì nó không được nhắc nhở vì cái ý nghĩa của cuộc đời của người sống như thế nào là lý tưởng. Nên những đức nói rằng nếu như mà dạy học trường học đồ này kia mà có thêm cái thời gian để mà nhắc nhở các cháu về nhân sinh cuộc đời của người, rồi đạo đức với cha mẹ, sống chân thật rồi sống có ý nghĩa thì sao, kèm thêm cái chỗ dạy học này thêm quý vị, để trẻ em này nè nó được tiếp nhận về cái một tư tưởng sống tốt đẹp lành mạnh ý nghĩa. Chứ nếu không thì nó lao theo cái hư rồi nhắc nhở nó cái việc đi học mà tùy tiện yêu thương để phá thai này kia đồ, cái này cực kỳ quan trọng luôn về mặt tâm linh. Nhiều người người ta không biết chuyện này quý vị. Bây giờ chỉ cần làm sao mà cái lớp học đó mỗi năm lên lớp hết trơn là thành tích, gọi là chạy theo thành tích. Nếu như vậy thì cái môn dạy học của chúng ta sau này, quý vị coi, đừng có nói sau này gì, hiện tại vì thấy rồi đấy, trẻ em bây giờ càng ngày càng hư nhiều, rõ ràng rồi đấy. Học thì năm nào cũng lên lớp nhưng mà hư thì càng ngày càng hư. Thì cái điều đó chúng ta nên, tại sao không sâu sắc mà nhìn nhận quý vị? Vì chúng ta cũng sống trong một cái đất nước, bản thân gia đình mình được thịnh vượng không cũng chưa đủ. Nếu như xã hội bao nhiêu con người càng ngày càng hư càng đông, quý vị thấy bất an chứ. Bây giờ càng ngày con người càng dữ dằn. Như vậy thì cái việc mà giáo dục là chúng ta bị thất bại. Giáo dục bị thất bại. Vì coi bây giờ trong chùa mấy ngàn người ta ở, giờ ăn cơm người ta ngồi răm rắp. Quy tắc trong chùa không giữ tiền, không xài điện thoại. Ta làm được quý vị thấy không? Khi ngồi nghe pháp, giảng pháp quý vị thấy không? Mấy ngàn con người, có mấy người dám cầm điện thoại mà bấm lạng hoàng trước mặt không? Ai cũng ngồi im re. Vì thấy cái ngày chủ nhật những đức chia sẻ Phật Pháp, vì thấy không? Bao nhiêu người ta ngồi im re, người ta trở thành một cái hội chúng rất thanh tịnh. Thì thấy rõ ràng người ta có nền giáo dục, ta dạy có sự thành công. Còn quý vị coi cái lớp thứ bảy của chùa mình, nhiều trẻ em ngồi nghe những đức giảng bài, vì thấy ngồi đàng hoàng không? Giờ nào nghe là nghe đàng hoàng, còn giờ nào cho ăn là ăn. Không có một cháu nào dám
cầm điện thoại bấm chỗ Nhân Đức đang ngồi chia sẻ Phật pháp. Đó là điều rõ ràng. Mà rất nhiều trẻ em đi về chùa mình học tập, nhiều cha mẹ nói rằng các cháu rất là đỡ. Trong cái mùa hè, mấy tháng hè mà các cháu được ở đây, về rất nhiều cha mẹ nói rằng các cháu nghiêm túc đàng hoàng, sửa rất nhiều lỗi lầm và sống đặc biệt lắm. Đó là cái mình nhìn nhận rõ ràng đó quý vị. Vậy mà rất là nhiều người nghe quý vị không nhìn ra được chỗ này đâu. Nên mỗi một con người chúng ta nhìn nhận được sâu sắc rồi, dù cỡ nào đi chăng nữa, bữa thứ bảy cũng cho các cháu được đi đến chùa để nghe giáo dục, gặp được một ngôi chùa dạy về hiếu với cha mẹ, nhắc về tư tưởng cho các cháu sống. Bây giờ mình cắt luôn cái bữa đó cho các cháu không được đi chùa, dù có lao theo học bị đi chăng nữa. Vì sao này hư được có ý nghĩa gì? Không được bồi dưỡng về đạo đức làm người, vậy thì các cháu sau này hư, dù có học bị cao cỡ nào cũng vô ích. Nhân Đức nói đây là cái điều mở rộng ra đi quý vị. Nhân Đức nói trường học nên có một cái tiết học để mà dạy cho các cháu về cái nhân cách làm người. Căn bản đơn giản nhất, đừng có nói cao xa. Cao xa mình có làm được đâu mà nói kêu các cháu làm. Bây giờ gửi chân gửi cẳng cha mẹ sao làm được? Làm những cái chuyện đơn giản nhất mà đưa cho người ta làm được á, đây mới là cái quan trọng dạy người ta căn bản á. Rồi chỉ các cháu những cái điểm. Bây giờ con coi bao nhiêu người chích xì ke ma tí nè, có kết quả gì không? Rồi bao nhiêu con người chơi hàng đá có kết quả gì không? Rồi bao nhiêu người nghiện game cuối cùng có lợi ích gì không? Bỏ thời gian quá nhiều vô cái chuyện này, tại sao các con không nghĩ những cái việc tốt đẹp, thiện nguyện, học về phụ cha mẹ này kia đâu? Việc này việc nọ phụ cha phụ mẹ để tăng cái phước thì sự nghiệp các con sau này mới thành đạt. Khi con nít mà nó biết làm việc từ khi còn nhỏ, nó biết được cái giá trị làm cực có được đồng tiền, thì nó xài tiền của cha mẹ nó cũng hiểu biết. Còn bây giờ nghĩ rằng bây giờ nè tiền này con cứ xài đi, thì bây giờ nó biết cái gì là ơn nghĩa. Nếu như một con người có học vị nhiều mà quên ơn bội nghĩa thì quý vị coi con người này rá gì quý vị? Không rá gì cả. Xã hội chúng ta càng ngày tệ nạn càng nhiều, giật đồ, ăn trộm, ăn cắp càng ngày càng đông. Là do gì? Con người nó không hiểu được cái nguyên lý là của mình khi bị mắc mình đau lòng xót dạ cỡ nào. Vì thì mình lấy của người ta, người ta sẽ đau lòng xót dạ cỡ nào. Nó không biết thương người gì hết, nó chỉ cần lấy của người ta được, dù có đạp người ta té, gãy tay gãy chân mặc kệ. Vì con người này có khác gì một cái loài vô tri quý vị, không có nhân tính. Nên từ nơi đó Nhân Đức nó rất là quan trọng cái việc phải đẩy mạnh vào cái việc giáo dục đơn giản về cuộc sống nhân sinh cho các cháu được nhờ. Chứ đừng có đẩy mạnh vào cái học vị quá, quá đẩy mạnh vào thành tích. Đẩy mạnh vào thành tích tiêu chuẩn là trường học nó phải mỗi năm phải lên lớp hết. Cả cha mẹ các cháu phải nhìn nhận được chỗ này. Đừng có cái tâm nghĩ rằng năm nay con tôi lên lớp rồi điểm sao sao, thành tích gì khoe cho nhiều người, con bị hư cũng là uổng công vô ích. Con quý vị tào lao thì cũng bằng không. Dù nó có được cái thành tích đó nhưng mà nó không có đạo đức, nó không có được lễ phép thì con quý vị cũng ra cái gì đó. Có giấu che cỡ nào thì con quý vị cũng là hư. Khi bị ngã ngửa ra thì bị ra rìa mà sốc. Sau này quý vị sẽ thấy nếu cái tình trạng này thì nhiều người cha mẹ quý vị sẽ ra rìa mà sốc, không có cửa sống với con cháu đâu. Nên Nhân Đức nói thật sự chứ, Nhân Đức nuôi bao nhiêu người già trong chùa, gặp bao nhiêu hoàn cảnh Nhân Đức biết, tìm hiểu rộng ra. Cái hư từ ngay chỗ cái lớp trẻ này nè, phát triển từ trong trường học đi ra rất là đông. Hãy xem xét thật kỹ. Nếu như một thầy cô giáo mà sâu sắc, hãy đi sâu sắc vào cái việc đó. Khi dạy học xong thử thì bỏ thời gian cái một chút đi, vì giả trang là một con người bình thường đi, đi vào cái vị trí trẻ em được học đó đi, rồi bị coi cái hành động các cháu làm sao, mới mười mấy tuổi mà sao làm sao. Thì quý vị kiến nghị lên cái việc về nền giáo dục của chúng ta như thế nào, phải cần dạy cái gì. Nên mình là thầy cô giáo, mình dạy học, mình phải đi sâu sắc, mình coi các cháu nó bị một cái gì
phạm phải sai lầm gì gì gì. Những điều đó là không nên làm như vậy như vậy. Để mình nắm rõ rồi mình mới dạy các cháu xác thực. Nếu một người mà muốn dạy về cái việc mà giáo dục căn bản đơn giản thì quý vị mới đi vào chỗ đó đó. Rồi quý vị mới biết được các cháu nó bị phạm cái gì. Đó là cái không cần thiết như vậy như vậy. Thì quý vị mới lấy cái đó giải thích ra cho nghe. Thì chúng ngay bon các cháu luôn. Thì các cháu mới có thể sửa đổi lỗi lầm. Còn nếu như quý vị chỉ nói văn tự cao siêu của tư tưởng người xưa mà quý vị không giảng dạy xác thực thì các cháu cũng uổng công vô ích. Nó cũng ngồi nó ngớ người, không học được gì hết. Đây là cái gì cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nhiệt liệt hết mình để cứu vãn cái việc tệ nạn các cháu càng đâm đầu sai vào cái việc hư hỏng này. Phải cứu vãn, tranh thủ. Nhất là cái nền giáo dục ngay nhà trường phải có một tiết học dạy về nhân cách làm người. Đừng có quá đẩy mạnh thành tích quý vị à. Thật sự mà nói, quý vị coi, chúng ta càng đẩy mạnh thành tích thì bây giờ mỗi năm vì thống kê là phải là bất hiếu với cha mẹ, nhiều cái tệ nạn nhiều tăng thêm không? Thì cái việc đẩy mạnh thành tích này mà không đẩy mạnh vào nền giáo dục căn bản làm người vậy là thất bại đó quý vị ơi. Không có giỡn đâu. Đó. Bây giờ mà nhìn Đức có nói với Hòa Thượng xây thêm 3 ngôi chùa nữa, bây giờ nuôi người già cũng gọi là không có chỗ ở. Cái đãi ngộ cuộc sống mình ở đây lo cho người ta quá nhiệt tình. Chùa vừa xây lên chưa được 5 giờ mà ngôi chùa mới gần 700 người ở. Nghĩ đơn giản. Còn cái việc mà gọi là ly hôn bây giờ thì quá nhiều. Mà nó ngay cái chỗ cha mẹ mà chia tay nhau, con bị buồn khổ, rồi không được dạy đàng hoàng nên con hư. Nên cái tệ nạn xã hội nó cũng nằm ngay cái chỗ là ly hôn nhiều. Thế nó gia hòa vạn sự hưng. Gia đình mà không hòa thuận, vợ chồng ly hôn thì khó dạy con cái. Đứa theo mẹ, đứa theo cha. Mẹ có chồng, cha có vợ, tiếp tục con mày con tao. Phải là thảm kịch của gia đình không? Đó là những điều như Đức chia sẻ cho quý vị nghe. Để quý vị thấy rằng mỗi tuần thứ bảy rất quan trọng. Để nó xây dựng một gia đình được ngồi lại bên nhau tại chùa của mình. Đây gọi là lớp học hạnh phúc nhân sinh. Nhưng Đức nói về nhân quả, nhưng Đức nói một số hàng gắn cái việc gia đình, nói về cái việc buông xuống cái tâm buồn giận hận trách. Thì thế giới cực lạc vì sao chúng ta muốn gì? Vì thế giới cực lạc quá đặc biệt quý vị à. Có được nền giáo dục quá đặc biệt. Vì sao nhiều người muốn gì ở đây? Vì ở đây ít gì cũng có cái bình an lắm. Vì coi chùa mình lễ lọc tổ chức chủ nhật cộng tu thứ bảy. Tại sao càng ngày càng đông? Chùa mình càng ngày càng đông người đến. Vì cỡ nào cũng được cái bình an. Ngày nào cũng được dạy. Ngày nào cũng được nhắc nhở. Nhưng Đức nói rằng nền giáo dục không phải là quá cao xa đâu quý vị à. Mà nền giáo dục nó phải đặt để làm sao phù hợp. Nó mới thành công được. Cả bây giờ giảng kinh thuyết pháp cũng vậy. Nếu bị nói cao xa ai tiếp nhận được? Con người bây giờ trao đảo theo cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vì nói trên trời dưới biển, quý vị chờ người ta động não, họ không có thời gian động não được. Nên muốn giảng dạy có kết quả là phải nói xác thực, gần gũi nhất vào cuộc đời con người. Có nghĩa là đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống nhân sinh, gần gũi nhất thì mới có kết quả. Đây là việc cực kỳ quan trọng luôn. Bao nhiêu người người ta nghe như Đức giảng, có chiếc máy nghe pháp, một chiếc máy này thôi, hơn 1000 buổi trong đây, bao nhiêu người cầm nghe được kết quả? Bao nhiêu người già buồn, bao nhiêu người buồn chuyện này chuyện kia mà nghe chiếc máy này, hoặc là bấm lên cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ đăng ký mà nghe thôi. Bao nhiêu người gặp những Đức, họ nói họ cởi mở tâm tư. Những điều những Đức nói cực kỳ đơn giản luôn. Mà rất nhiều người họ nói những Đức rằng ông này giảng cái gì đâu. Vì mà không biết bao nhiêu con người nghe được lợi ích. Có những người trí thức đồ này kia, có học vị này nọ, thì họ nói những Đức là ông này giảng cái gì đâu. Nhưng mà có người ta lại nghe được kết quả. Còn những người giảng dạy cao xa thì họ nói như Đức là ông này giảng gì đâu, không có hoài nghi này nọ. Nhưng mà bao nhiêu người bình thường nghe lại được lợi quá trời lớn luôn. Vậy thì quý vị đã biết được rằng cái căn tính chúng ta bây giờ thiển bạc, kém cỏi, nói cao xa không có lợi ích.
Và Phật Pháp phải cho người ta một phương pháp tu, phải nhấn mạnh những điểm như nãy như Đức mới vô chia sẻ đó. Đừng buồn giận người để trong tâm. Nếu bị buồn giận người để trong tâm là vì sẽ sanh tâm tiêu cực à. Còn vị mà khoan dung tha thứ cho người là vị sẽ phát triển tích cực. Mà có người mà phát triển mà tích cực sống thì quý vị sống rất đặc biệt, sống rất là đặc biệt. Mà cũng là ngay cái tâm tích cực sống nên quý vị sẽ niệm Phật phù hợp. Mà có Phật hiệu mà niệm mà phù hợp rồi nó an lạc vô cùng. Cứ đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái tâm nhớ Phật niệm Phật đó nó an lạc lắm quý vị. Như trong chùa mình buổi ăn cơm nào ở bên hộ pháp như Đức cũng nói chuyện, các cụ già được vui nên cụ nào cũng khỏe. Viết từ từ cởi mở tâm tư, những điều như Đức nói đơn giản mà cởi mở tâm tư. Nên những điều này rất là quan trọng quý vị à. Chúng ta mỗi một con người đều phải có trách nhiệm với xã hội, với đất nước chúng ta đang sống. Mong làm sao con em càng ngày càng tốt, sống có một tư tưởng sống lành mạnh tốt đẹp. Biết rằng người hư về quá nhiều, nhưng không phải vì như vậy mà chúng ta bỏ phế vậy. Chúng ta cũng làm một cái gì đó với khả năng của mình, làm hết lòng hết dạ mà làm. Như bây giờ những đứa không thể nào nuôi hết người già được trong cái cõi đời này, nhưng những đứa cũng làm với khả năng mình hết lòng hết dạ để nuôi người già, để giúp cho người già có chỗ tu tập vì tuổi già, có sự bình yên vui vẻ khi ra đi được tốt đẹp. Những đứa cũng làm tặng đáy lòng mình thôi quý vị. Đó. Nên lây quay cái tới Trung Thu, chùa chúng ta tổ chức ngày 16 tháng 8 âm lịch, để cho người ta có một sân chơi vui vẻ, để trở về nơi chốn bình yên. Nghĩa là những đức làm tặng đáy lòng mình, hết lòng hết dạ khi mình đến với cái cuộc đời này. Và ngày nào cũng phiên những Phật tử niệm Phật, những người tu tịnh độ chúng ta nên chăng thật niệm Phật. Dù là gặp sự cố trở ngại, bất cứ sự việc gì, cứ niệm Phật đi. Niệm Phật có một chỗ đi về. Chúng ta nghĩ mình ở thế Tây Phương Cực Lạc, thì ở cõi này tức khắc khoan dung tha thứ và sống hết lòng hết dạ với cuộc đời này liền. À, niệm Phật mà khi vọng tưởng nhiều quá, tạp tâm nhiều quá, giết rồi chán, không có niệm Phật nữa, rồi nghe những câu miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng cũng uổng công, tự nhiên sanh tâm chán, rồi từ từ tìm phương pháp này phương pháp kia để mà nó an định tâm, nó không vọng tưởng. Thì vì nghe câu này nè, hỏi tôi tin niệm Phật mà tâm này cứ tán loạn không biết làm sao đây. Đáp: chuyện đó thì pháp nhiên này cũng làm không nổi, là pháp nhiên thượng nhân. Mà những công đoạn này là 700-800 năm để lại quý vị. Mà bây giờ nhiều người niệm Phật của chúng ta, dù cả những người hướng dẫn quý vị tu luôn, quý vị dám nói mạnh dạn một câu rằng quý vị niệm Phật mà không vọng tưởng, không tạp tâm không? Mình là sống trong cái cõi này là cái cõi mà vọng tâm vọng tưởng. Rồi từ cái vọng tâm vọng tưởng mà mình sanh đến cõi này, từ mắt mũi miệng thân ý của mình nó toàn là vọng tâm vọng tưởng không à. Rồi quý vị kêu mà niệm Phật mà không vọng tưởng để thành tựu con đường giảng sanh, thì kể như là rồi khỏi ai niệm Phật luôn đi. Thì cái pháp này còn nói gì là cái pháp dễ tu nữa quý vị. Nên nguyện thứ 18 đưa lên là chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Ngài tiếp dẫn. Có nghĩa là chí tâm là câu Phật hiệu niệm đến cùng, tinh ưa là càng niệm càng thích, là gây dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố đi niệm Phật để cầu sanh cực lạc, là Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nên pháp này mười phương chư Phật mới tán thán là pháp môn đệ nhất, là chưa có một vị Phật nào mà đưa ra một cái pháp tu mà được thành tựu mà đơn giản như vậy. Chỉ có Đức Phật A Di Đà. Nên mới nói rằng là quan chung cực tôn, Phật chung chư vương, là hạnh nguyện vua trong các vị Phật, hạnh nguyện đại thù thắng. Nên cái pháp tu này thành tựu những chúng sanh tạp tâm như chúng ta,
Quý vị coi mỗi người chúng ta phải tạp tâm không? Nếu như mà tịnh tâm để thành tựu con đường giảng sanh, hoàn toàn không có một chút vọng tưởng gì thì ai làm được? Chúng ta tịnh ngay chỗ nào? Tịnh ngay có Phật hiệu, là chúng ta tín nguyện niệm Phật là tịnh ngay có Phật hiệu. Còn vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, chúng ta cứ là tịnh ngay có Phật hiệu mà niệm, không cần lo âu, chỉ cần chăng thật niệm Phật thì cuối đời Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc với Đức rồi. Quý vị thấy nghe gì quý vị thấy quý vị làm được không? Mình làm được rồi. Còn người nào mà thanh tịnh tâm để giảng sanh càng tốt, việc đó càng tốt, quý vị cứ làm đi. Còn chúng ta không làm được cái việc hoàn toàn tịnh tâm, chúng ta miệng niệm Phật mà còn vọng tưởng nhiều lắm, nhưng mà chúng ta được tính tâm, chúng ta gầy dựng tính nguyện để cầu sanh cực lạc. Nên tổ sư mới nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không. Chúng ta cứ nhắm ngay mục tiêu tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, bổ nguyện đưa lên là niệm Phật Phật trước, vậy thì chúng ta cứ gầy dựng ngay tính nguyện để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này mình làm được đó quý vị. Hàm Phật tử mình nghe gì rồi cái tâm mình hừng hực cái việc niệm Phật, cứ niệm Phật đi. Vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, chúng ta cứ niệm Phật đi. Tại vì Đức Phật A Di Đà ngày đưa lên danh hiệu Phật để tiếp dẫn chúng sanh là niệm Phật, chúng ta cứ niệm Phật. Chúng ta cứ niệm Phật. Thì nghe nguyện 18 có nói gì cái việc dẹp hết vọng tưởng không? Nên mỗi một người dạy không có sai, nhưng mà chúng ta nên xem lại căn cơ của mình, áp dụng làm sao cho phù hợp. Nhớ, mỗi người dạy không sai, chúng ta nên xem lại căn cơ của mình, áp dụng cho phù hợp. Chúng ta đã nhìn ra được căn tính mình rồi quý vị ơi. Nhìn ra được căn tính mình rồi. Nó bèo vậy lắm. Nó bèo hơn là bèo giạt bèo trôi. Chứ đừng nó kêu nó dừng lại không có đâu. Thí dụ như bé liên tịnh 11 tuổi thành tựu là ngay chỗ nào? Tính nguyện niệm Phật. Và cô niệm Phật giáng sanh một hoa sen mọc từ miệng ra là thành tựu từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Và cụ sáu trong chùa mình biết ngày giờ giáng sanh là từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Nhiều người trong chùa mình thành tựu đặc biệt là từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Dương đầu ngốc niệm Phật giáng sanh là từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Bà già bán khổ niệm Phật giáng sanh là từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Ông Trương Thiện Hòa khi cuối đời niệm Phật giáng sanh là từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Giai niệm mà tính nguyện thọ mạng đến Phật trước luôn. Ông Thợ Giá Nồi niệm Phật giáng sanh cũng từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Pháp Sư Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh niệm Phật giáng sanh cũng từ đâu? Tính nguyện niệm Phật. Nên có một công đoạn ngày Pháp Nhiên Thượng Nhân ngày nói rằng người mà gầy dựng tính nguyện niệm Phật là giáng sanh căn tính thờ chánh pháp. Nhớ, cái người mà tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là giảng sanh căn tính thờ chánh pháp. Tại vì sao? Vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy là thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Nhưng mà người này lại là người tính nguyện niệm Phật giảng sanh là căn tính thờ chánh pháp. Nếu như quý vị dùng những phương pháp khác để niệm Phật giáng sanh là căn tính thờ mạt pháp. Tôi thấy là bình thường quý vị chỉ có niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, mặc kệ vì cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, nhưng lại là giáng sanh căn tính thờ chánh pháp. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng niệm Phật thành tựu, ta niệm Phật để thành tựu con đường giáng sanh, nên gọi là căn tính thờ chánh pháp. Vì nhớ với một tình độ này, thờ nào cũng chánh pháp hết. Thờ Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì ngày 8 tháng tịnh độ người niệm Phật giảng sanh như bà Vi Đề Hy cũng căn tính thờ chánh pháp. Thờ tượng pháp mà niệm Phật giảng sanh cũng là chánh pháp. Thờ mặt pháp mà niệm Phật giảng sanh cũng là chánh pháp. Nên quý vị nghe gì rồi trong lòng mình nó hừng hực cái tâm niệm Phật. Tại vì nó thích thú niệm Phật, nó mê như thế nào. Quý vị nghe qua nhà Đức giảng ngày Chủ Nhật không? Chia sẻ ngày Chủ Nhật quý vị thấy không? Cực kỳ quan trọng không? Tự nhiên mình niệm Phật viết rồi, mình chia sẻ viết rồi, giống như là đi sâu vào tịnh độ. Thì nghe sự đãi ngộ của Phật A Di Đà thù thắng gì mà mình mà không về cực lạc thì muốn cái gì nữa bây giờ? Sự đặc biệt tốt đẹp như vậy vì sao không về? Cái cõi này có cái gì đâu mà lưu luyến ở cõi này quý vị?
bữa nay gì mai khác, bữa nay thương mai ghét, bữa nay nói gì mai nói khác, đủ chuyện hết. Có khi ngồi nói chuyện với nhau mà có khi cũng không vừa lòng không vừa ý nhau, gặp nhau chào nhau cười một cái nhưng mà vừa phớt qua một cái là kênh lại nhau, cả gia đình người thân mà có khi chúng ta còn lo. Rồi con người bây giờ đa dạng căn tính con người, đủ chuyện hết chứ, đi coi đúng không. Từ nơi đó không muốn về cực lạc, vì muốn đi đâu, không lẽ muốn đi sao, đi vào tam đồ ác đạo. Nên mỗi ngày muốn về cực lạc thì phải niệm Phật, bám chắc có Phật hiệu đi, thì đời này mình có cơ hội giảng sanh về cực lạc. Không bám chắc có Phật hiệu sao giảng sanh, sao giảng sanh đây. Nên phải bám chắc có Phật hiệu, vì coi ngay có Phật hiệu là thành tựu. Nên bám chắc có Phật hiệu để thành tựu con đường giảng sanh. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, nắm chắc có Phật hiệu niệm Phật giảng sanh đi. Nên mỗi một người phải rèn luyện mình đối với pháp môn tịnh độ, phải gây dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố. Muốn tu tịnh độ cả đời không thối tâm là phải nắm chắc có Phật hiệu. Ai có nói gì cứ niệm Phật đi. Vì nghe những đức à, kể về cuộc đời những đức chứ. Nếu như những đức mà không gặp pháp môn niệm Phật sao được ngày hôm nay. Mà công nhận coi xúc động quý vị, cả bản thân những đức coi nè còn xúc động. Tự nhiên câu chuyện mình ngồi xuống mình kể cả cuộc đời mình luôn, kể bằng một cái sự nhiếp tâm để kể. Vì nghe đi, vì học với người thầy, vì nghe, vì coi người thầy như thế nào, đời người thầy sao, người thầy hướng dẫn mình, cuộc đời người đó làm sao. Như đã từng nói với vị, một quyển sách quý vị coi mà người viết sách đó ra mà toàn là nói sự thành công, chúng ta không dám coi. Người đó phải có sự gian nan vất vả, trở ngại, gặp bao nhiêu sự chướng nạn, đủ chuyện trong cuộc đời, họ đứng lên được, họ hướng đến mục tiêu, gầy dựng cơ ngơ tu tập, thì chúng ta mới học tập được. Tại vì người này từng trải, họ hiểu được cái việc khổ đau mà họ đứng lên được. Đó, những đức nói rõ ràng quý vị. Từ nơi đó mình nghe đi, những đức nó bảo đảm vì nghe vì cũng xúc động. Từ khi người không thích thôi, tuy là những đức nó kể chuyện thôi, nhưng mà cũng cho quý vị một cái góc độ nhận thức sâu sắc để lòng tin về tịnh độ bị càng mạnh thêm. Nếu như cuộc đời những đức không gặp Phật pháp thì đúng là uổng phí một đời này để sống trong cuộc đời này. Dù là cha mẹ mình cho mình cái thắng này, nhưng để đi tạo nghiệp cả cuộc đời không có phương hướng để sống cho ý nghĩa. Bởi vì đạo Phật ý nghĩa lắm quý vị, rất là ý nghĩa. Nên chúng ta gặp được Phật pháp, đúng là Phật pháp cứu cuộc đời chúng ta. Nhất là pháp môn tịnh độ này quý vị à, đặc biệt dữ lắm, rất là đặc biệt. Nhà Đức thấy rõ ràng công việc Nhà Đức làm nhiều cỡ nào mà Nhà Đức vẫn vui và vẫn sảng khoái. Mà càng làm vì chúng sanh càng vui vậy, càng nghĩ việc tốt, việc lợi ích cho mọi người thì càng vui. Nên bữa thứ bảy Nhà Đức chia sẻ, có bài chia sẻ là thường nghĩ thiện pháp là niềm vui nhất trong cuộc đời. Nên thường nghĩ những việc lợi ích cho người ta, thấy người ta lợi ích là mình mừng. Dù mình đem mình ra mình bắn cỡ nào cũng được, chỉ cần người ta nghe mà người ta được lợi ích. Chứ không có nói gì cao xa, cao xa ai làm được quý vị. Nếu như nói rằng miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng cũng uổng công, vậy thì ai đâu niệm Phật nữa quý vị. Đó là căn tính khác. Còn căn tính chúng ta là căn tính loạn tưởng quý vị ơi, loạn tưởng. Phải không quý vị? Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Bây giờ quý vị coi mình gặp pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ này thành tựu là ngay tín nguyện niệm Phật. Quý vị không gầy dựng tín nguyện niệm Phật,
Và quý vị lao theo cái việc công phu rồi đánh mất đi vọng tưởng. Rồi đạt công phu gì? Quý vị ơi, chúng ta căn tính này sao làm được quý vị? Hãy nắm chắc câu Phật hiệu niệm đi. Vì niệm lâu tự nhiên quý vị sẽ có cái công phu gì đó, tự quý vị sẽ biết. Chắc chắn 100% nếu quý vị toàn tâm toàn ý, chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì quý vị sẽ biết được quý vị có công phu gì. Chắc chắn quý vị luôn. Đừng sống núi này trong núi nọ, thường thay đổi hoài không được gì đâu. Cứ nghe đầu này nghe đầu kia nghe đầu nọ coi chừng, quý vị uổng cuộc đời quý vị đó. Có làm được đâu. Bây giờ kêu quý vị chị giới chị gì bị làm được không? Tự hỏi là thật lương tâm của mình đi. Từ nơi đó những đức nói rằng Phật pháp nên dạy người ta xác thực nhất để áp dụng trong cuộc đời cuộc sống của mình. Nên Phật tử những đức nhắc nhở từng chút từng chút từng chút từng chút cho quý vị để mình tu học làm sao mình được có kết quả. Mình đỡ tối đa những cái việc phiền phức trong cuộc đời chúng ta. Nói đại sự không bằng vô sự. Đừng tạo thêm những cái phiền phức để sanh cái phiền não. Còn việc gì nghiệp chướng đến thì mình phải niệm Phật thôi. Hiểu không? Việc thiện, việc tốt gì mình làm được, chăng thật làm. Đừng nên tạo thêm nhiều cái phiền phức. Đó là trở ngại con đường giáng sanh của mình. Như những đức ở đây, bao nhiêu việc những đức phải làm thì phải làm thôi, là có duyên. Còn quý vị không có duyên làm việc gì thì cứ niệm Phật đi. Nhưng đức nói câu Phật hiệu này hay lắm đó, cực kỳ hay luôn đó quý vị. Cứ niệm đi, bất cứ một hạng người nào căn tính nào cứ niệm Phật đi. Tính nguyện niệm Phật là căn tính giảng sanh của thời mạt pháp. Nhớ nghe, căn tính chúng sanh trong thời mạt pháp là phải niệm Phật giảng sanh, mà tính nguyện niệm Phật giảng sanh là căn tính của thời chánh pháp. Tuy là mạt pháp nhưng lại là căn tính của chánh pháp. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ điểm mình niệm Phật giáng sanh. Thời mạt pháp ức người tu hành, không có người đắc đạo, vì chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì mới được thành tựu con đường giải thoát là đắc đạo. Vậy thì mình cứ niệm Phật đi quý vị. Mình không niệm Phật mà đi tìm kiếm cái gì? Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm, mặc kệ, chúng ta cứ niệm Phật. Quý vị nghe gì quý vị thấy mình có cơ hội đúng không? Nhưng Đức nói nếu như quý vị vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm, mà quý vị cứ niệm Phật thì quý vị nắm chắc được con đường giảng sanh. Quý vị thấy mình có cơ hội không? Còn nếu như nói là dẹp hết tất cả vọng tưởng đó, niệm Phật với tâm thanh tịnh thì sao? Rồi đưa lên bao nhiêu việc thiện gì quý vị phải làm. Còn Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này nói tùy theo khả năng mà làm, chỉ cần tín nguyện niệm Phật kiên cố, còn làm thì tùy theo khả năng mà làm. Quý vị thấy mình có cơ hội đúng không? Ví dụ như giờ nói đưa lên thập thiện cho bị làm, rồi đưa lên hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, rồi đưa lên bao nhiêu cái thiện để bị làm, rồi đưa lên rằng là người niệm Phật giảng sanh là người này phải thiện, đưa lên bao nhiêu cái thiện vì phải làm nó phù hợp với bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc. Bây giờ quý vị coi mình là căn tính chúng sanh loạn tưởng thôi lỗi, mà kêu mình ở đây phải thiện giống như bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc thì niệm Phật giảng sanh mới phù hợp. Vì coi mình làm được không? Nhưng đứng hỏi quý vị, chúng ta làm được không? Nên tại sao nhiều người thối tâm không niệm Phật là vì đưa ra nhiều cái mà mình làm có được. Những đức nói Ngài Pháp Nhiên Ngài nói rất hay, tùy theo khả năng quý vị mà làm, là đưa quý vị vào cái thế niệm Phật. Vì niệm lâu ngày rồi quý vị sẽ biết à. Vì niệm lâu ngày quý vị sẽ biết cái tâm quý vị phát ra cỡ nào đối với cái công đức niệm Phật này. Còn nếu như ban đầu quý vị đưa ra cách này cách kia cách nọ, trì giới này trì giới kia trì giới nọ, quý vị đoạn duyên người ta niệm Phật, vì người ta không có làm được. Người ta không có làm được, người ta không có làm được thì người ta nói niệm Phật là vô ích, người ta không niệm luôn. Nếu như người ta mà có thể nghe mà người ta niệm Phật thì người ta niệm lâu ngày như bản thân những đức. Nếu ban đầu quý vị đưa cho những đức, quý vị áp dụng cho những đức về cách này cách kia cách nọ, trì giới đủ cách như này chuyện nọ, coi chừng như đức nghĩ niệm Phật nghĩ tu. Nhưng mà những đức cứ gầy dựng mình niệm Phật niệm Phật niệm Phật niệm Phật, không ngờ những đức cứ niệm Phật hoài,
Niệm giết rồi quý vị coi bây giờ những đức phát tâm quá trời. Niệm niệm gì người, cứ lợi ích cho người, niệm vui cho người là niệm vui cho mình. Cứ nghĩ với người ta, bất cứ việc gì cũng làm vì người ta, làm hết lòng hết dạ, làm cực lực làm hết mình luôn vì người ta. Phải rõ ràng không? Rõ ràng không? Một câu Phật hiệu chân thật phát tâm. Đúng rõ ràng. Câu Phật hiệu tiêu nghiệp chướng, phát tâm bồ đề. Rõ ràng. Chân thật niệm câu Phật hiệu này, nghiệp chướng tiêu trừ, bồ đề tâm phát triển. Một câu Phật hiệu thôi. Một câu Phật hiệu thôi mà thù thắng như vậy. Nếu quý vị có thể giảng mà người ta cái niệm Phật lâu ngày, vì sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Những người đã niệm Phật như uống nước nóng lạnh tự biết. Họ niệm Phật họ sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Nên Phật tử làm việc gì cứ niệm Phật đi. Làm việc gì cứ niệm Phật đi quý vị. Tôi đã lợi ích rõ ràng đối với cái việc niệm Phật nè. Nói chi xác thực nè. Đối với quý vị nghe câu chuyện như Đức kể cuộc đời như Đức đi. Với căn tính như vậy, vậy thì nếu không niệm Phật tu không pháp nào. Mà đó là những đức nói căn tính nhân đức đó quý vị. Nếu căn tính hơn những đức thì quý vị tu pháp nào kể vì nó những đức nói gì điều xấu như đức trong cuộc đời. Rồi những đức hư hỏng còn nhỏ, không có học vị gì chứ quý vị coi. Mà những đức niệm Phật mà những đức được như ngày hôm nay, với căn tính đó bây giờ tu pháp nào. Nếu quý vị căn tính hơn những đức thì vì cứ tu cái gì vì tu đi. Những đức nói cả đời những đức bám chắc câu Phật hiệu cứ như vậy mà phiên quý vị tu. Cả đời bám chắc câu Phật hiệu rồi phiến vị tu niệm Phật. Nên ngài Pháp Viên ngài nói nè, nếu như mà niệm Phật dẹp hết vọng tưởng thì Pháp Viên tôi cũng không làm được. Là bậc cao tăng đó, là bậc tái lai đó mà nói câu gì đó. Vì các ngài nói như vậy là từ bi với chúng sanh, chúng ta có cơ hội. Nên tổ sư mới nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tích nguyện hay không. Nếu như bạn siêng năng niệm Phật, mưa không ướt, gió không lọt mà bạn không tích nguyện cũng không giảng sanh. Nên cái việc quan trọng cực kỳ của bạn là tích nguyện niệm Phật cả đời. Mà đã là tích nguyện niệm Phật thì bạn không bao giờ dao động với bất cứ một lời nói nào của người khác. Bạn có dao động một chút xíu quay lại liền, buồn giảng ai chút quay lại liền. Bạn tích nguyện niệm Phật, người đã tích nguyện niệm Phật kiên cố rồi là luôn luôn duy trì niệm Phật tới cùng luôn. Nói rằng người biết niệm Phật là tốt, pháp môn tịnh độ thù thắng. Không niệm Phật cũng như không tin. Người tin tịnh độ mà không niệm Phật cũng như không tin. Bạn tin bạn phải niệm Phật, vì bổn nguyện là dùng câu Phật hiệu để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Bạn đọc 48 lời nguyện đi, cuối cuộc đời chỉ nghe danh hiệu Phật mà không cầu sanh cực lạc, mà còn sanh vào gia đình tôn quý các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh kìa. Là nghe danh hiệu Phật thôi mà phước lớn gì đó. Nên những đức nói đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, thấy không? Đó là mẫu hình những đức làm luôn. Rồi cầm máy bấm số, ai với đà Phật bấm, ai với đà Phật lại bấm. Cứ như vậy mà làm. Máy nghe pháp phát triển rộng khắp nên tặng cho người. Nên lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đứa đặt 30.000 cái máy nghe pháp này. Âm thanh máy rất hay. Âm thanh máy rất là hay. Để cho mà quý vị mà về mà tiện về vừa nghe niệm Phật được. Và nuôi cái huệ mạng người ta để làm Phật. Vừa nghe pháp được luôn. Vừa niệm Phật. Nên mỗi một người được nhận chiếc máy nghe pháp V52 đầy đủ trong đây hết luôn. Dù ai tặng hay quý vị được một chiếc máy nhỏ gì thôi mà quý vị coi mà tiện lợi gì đó. Mà nghe công đoạn này quay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 9, như đặt 30.000 cái. Nhân đức nói quý vị, tâm huyết của nhân đức đem tịnh độ này giới thiệu mạnh cỡ nào, nhiệt tình hết mình cỡ nào, và nhờ phúc môn tịnh độ này mà nhân đức thay đổi cuộc đời nhân đức. Nên cảm ơn các vị thầy đã dạy mình tu tịnh độ. Nên cái tâm chân thật nhiệt tình hết mình báo ơn bằng cách là đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, gây dựng tín nguyện cả đời niệm Phật, gây dựng kiên cố. Nên mỗi một người chúng ta nghe như vậy càng gây dựng thêm tín tâm tín nguyện. Cái cõi này có cái gì đó chúng ta ở đây quý vị, cái sự hơn thua đấu đá cõi này có cái gì mà đến đây. Rồi thân thể bệnh đau, nay giàu mai nghèo, nay khỏe mai bệnh, nay đẹp mai xấu, cái gì mà mình muốn ở đây. Nên mỗi ngày phải nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì không có buồn khổ,
không có buồn trách ai chứ. Tại vì mình nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc mà buồn trách ai. Nhớ nghe quý vị Phật tử, cố gắng niệm Phật nghe quý vị, phải quyết chí đời này về Cực Lạc nghe quý vị. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.